Chào mọi người, đây là một phần các bạn rất là thân của Quyên ở trong FC Hoàng Quyên. Và hôm nay sau khi Quyên thi xong thì mọi người đợi Quyên ra đây để nói chuyện, cũng như là chém gió về phần thi vừa rồi của Quyên. Thì Quyên sẽ gặp các bạn nửa tiếng, tại vì là đường cũng xa với cả là cũng muộn, nên là cũng muốn cho mọi người về sớm. Nhưng mà càng gần lại đây thì hầu như hôm nào các bạn cũng ở lại với Quyên. Mọi người ngồi tập trung nói chuyện. Đúng không? Tám quá chị. Đây là bạn học cùng lớp hồi học cao đẳng. Đây là bạn xem. Thì ngồi vài phút nữa là có thể có chào. Qua chị xin đi. Có gì không trời? Em tính lấy luôn 4-8 tự sướng chị cũng được. Mai mấy bạn họ sinh nhật là gì? Họ sinh nhật 29 tháng 12. Chúc mừng Giang hôm nay là đi thành công của nhà. Chúc mừng. 1, 2, 3, vô.